Chào anh em nha, mới đi thăm được 10 cái lạp về, không biết được mấy con cá này. Người ta phóng sanh thì mình bắt, chuyện vì cuộc sống mưu sinh là phải làm vậy thôi chứ. Người ta phóng sanh thì mình bắt, có mang tội không? Thác lát vậy. Chết rồi, chết lát cho tròn mà mình sống. Đau, cái máu rồi, xì máu rồi, kén quá. Cái rô bự này chích xì máu rồi, kén quá. Đó, con cá chết này mình mần cho tròn á. Ốc mình cho vịt đẻ à. Rau này cũng cho vịt ăn luôn, nếu được mấy vịt đẻ. Ăn năm mà phải vậy chứ, có làm mới có ăn. Đơn giản nha. Đem gọng nào ăn lấy ra. Đây nuôi trong đây. Nắng quá chá không thấy. Gọng trong đây nhiều lắm. Nào ăn bắt. Mình có nuôi được mấy con tròn mà. Nắng quá, chả nắng. Đó, thấy không? Nắng quá. Nắng nó nhìn không rõ. Đó, thấy không? Mà ngày nó ngủ. Ban ngày nó ngủ nó ít có phá lắm. Đêm nó cứ ăn nó phá nó quậy, ban ngày nó ngủ. Ban ngày nó nằm ngủ nó co nó ngủ vậy đó. Nè, để mình lấy chuối cho nó ăn này nha. Chuối thì mình mua. Chứ nhà không có trồng. Mình mua chuối dạt 5-3 ngàn ký rồi. Ấy da, cho chừng chúng con. Chuối dạt có 3 ngàn ký rồi. Mua chuối xấu thôi. Chứ mình sống á mình về mình vú lại.
3.000 ký. Chứ ngon tới 7-8.000 ký nè, còn chú dạt có 3.000 ký à. Nó mềm chuối lắm. Để vô là nó ăn à. Mình được ban ngày nó ăn không có có mạnh lần giấc chiều, ban chiều ăn dữ lắm. Này mấy ba bi mình mua nay nó cũng được 2 tháng rồi, cũng được ký mấy 2 ký rồi, nó ăn ghê lắm. Mấy ông nhỏ ông háo ăn lắm. Ông quậy tối ngày luôn, sáng đêm luôn. Ít khi nào ngủ lắm, giống như trẻ em vậy. Quậy sáng đêm. Ban ngày ban đêm thì nó cũng quần nó phá, chứ không có ngủ như mấy con bự. Con bự người ta ăn người ta nằm còn nhỏ nhỏ à. Phá dữ lắm. Nè, cho chuối nè. Anh đực này, anh ăn dữ lắm, anh ăn một lần 5 trái 10 trái luôn á. Này đực giống. Ăn nhiều lắm mà đều mình không dám cho ăn, ăn nhiều quá mai mốt nó mập. Nó mập quá cái nó. Con tài quay khó quá. Mai mốt nó mập cái nó nhảy không ngon. Qua Tết là mình cho khối á. Nó còn tơ. Được rồi, cho ăn trái nữa nè. Đã ha. Ăn trái nữa đi, thôi không ăn thôi. Ăn đi cho con khác ha. Ăn cho mấy người. Đã. Không ăn cho con khác ăn chứ có gì đâu. Lấy cái kẹp, lấy cái kẹp. Tay quay khó lắm. Quên lấy cái kẹp của cho nè. Nè ta, nè cho trái chuối nè. Cũng ăn bỏ đang lát cũng ăn. Tại ban ngày nó ít ăn lắm. Ban ngày nó ít ăn. Có con nó háo ăn chứ còn có con nó không háo nó không ăn luôn nữa. Chứ giấc chiều nó ăn mạnh lắm. Mắc cỡ chứ nó ăn rồi nè. Mới để vô nãy nó mắc cỡ chứ giờ nó ăn rồi nè. Giờ nó ăn yếu, con ngày có con ăn mạnh, có con ăn yếu. Con bên này nè, con này nó ăn. Nghe mấy chuồng, nghe mấy chuồng con nó nóng này thấy không? Đó, thấy chưa? Nghe mấy chuồng cái này nó nóng rồi. Con này nó ăn dữ lắm. Này, con cái. Điều ban ngày mình cho ăn ít thôi, ăn trái à. Lát mình cho cá thêm nữa, cho ăn cá thêm nữa, đi đặt mấy cái lọp với này, cửa ngục này kia dến rồi đó, về kiếm cá dùng cho nó ăn, khoái ăn cá lắm, cá với chuối là mê. Chưa đã nó còn quần nó còn kiếm. Nhưng mà thôi để lát ăn chuối ăn cá nữa coi. Nuôi được mấy con, 8 con mới nuôi. Còn chuồng bên đây thì còn đang làm nè. Đều không có vốn mình bắt mình nuôi từ từ. Được 8 con. Nuôi từ từ chứ nặng vốn lắm. Có 8 con này mà 100 triệu. 10 triệu, 15, 20 triệu một con. Đơn giản vậy chứ mười mấy 20 triệu một con. Mắc lắm. Bởi không có vốn nuôi. Từ từ, qua năm nó đẻ cái có mình nuôi thêm. Chuồng thì mình đang làm nhưng mà chưa lập lưới. Để nó đẻ ra mình nuôi tiếp. Bây giờ mình mang mấy cá này mình cho nó ăn. Chào nha.